cả mọi người. Hiện nay như mọi người đã biết thì cái dịch Covid diễn ra càng ngày càng phức tạp, và cái việc phòng ngừa sức khỏe cho bản thân và gia đình đấy là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta đặt lên nhiệm vụ hàng đầu. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn cách làm thế nào để chúng ta tự test cái Covid ở nhà xem bản thân mình có bị nhiễm hay không. Thì đầu tiên thì tôi xin giới thiệu với các bạn là đối với cái dụng cụ mà test nhanh Covid ở nhà thì về cơ bản sẽ có 4 cái phần chính. Thứ nhất là cái que lấy mẫu, thứ hai là cái dụng cụ để chúng ta kiểm tra dịch, là kiểm tra là xem là chúng ta nhiễm hay không nhiễm, và thứ ba đó là cái nọ chứa hóa chất để chúng ta đưa mẫu vào đây. Thì cái loại tôi giới thiệu với mọi người là nó có 3 phần, bởi vì là trong cái nọ lấy mẫu này thì chúng ta đã có sẵn cái dung dịch để test ở đây rồi, và còn một loại khác thì chúng ta có một cái lọ dung dịch này riêng. Nhưng hôm nay thì tôi giới thiệu với các bạn là cái nọ lấy mẫu đã có cái dung dịch sẵn rồi. Vậy thì đối với cái bộ dụng cụ này thì chúng ta làm như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ bóc cái que lấy mẫu này ra. Đầu tiên là chúng ta sẽ bóc cái que lấy mẫu này ra. Thì ở đây là có một que lấy mẫu. Que lấy mẫu này nó có hai đầu. Một đầu là có cái gắn cái bông để chúng ta xỏ sâu vào trong mũi để chúng ta lấy dịch. Đầu kia là tay cầm. Vậy thì chúng ta lấy mẫu như thế nào? Thì sau đây tôi sẽ tự lấy mẫu để test cho các bạn xem. Đầu tiên thì chúng ta kéo khẩu trang ở mũi ra, sau đó chúng ta ngửa mặt lên trời. Rồi chúng ta dùng cái que lấy mũi này, mẫu này chúng ta chọc vào một bên mũi. Như vậy là tôi đã lấy xong mẫu. Và các bạn chú ý là chúng ta chọc que lấy mẫu càng sâu càng tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bóc cái nọ mà chứa dung dịch này ra. Đấy. Bóc cái nọ. Chúng ta chống cái đầu lấy mẫu vào. Và chúng ta ngoáy. Chúng ta ngoáy ở đây thôi, càng lâu càng tốt. Mục đích của chúng ta ngoáy là cho cái dịch của chúng ta nó hòa vào cái gì hóa chất này. Khi mà các bạn lấy mẫu thì các bạn chú ý là chọc cái que lấy mẫu càng sâu càng tốt vào trong phần cổ họng chúng ta, thì chúng ta lấy cái dịch nó càng sâu và càng chuẩn. Sau khi mà các bạn ngoáy mẫu xong, chúng ta quấy kỹ trong cái dung dịch này, chúng ta rút cái que này, chúng ta bỏ ra, chúng ta đậy cái nắp này lại.
sang phần mẫu dung dịch và chúng ta để sang một bên. Các bạn chú ý để sang sao để cho nó cái dung dịch này nó sẽ không đổ ra ngoài và các bạn cầm nó. Tiếp theo thì chúng ta bóc ở đây ra để lấy cái phần mà cái que tép. Các bạn hình dung ở đây, đây chính là cái phần que test này. Các bạn thấy là cái que test này chúng ta có một cái lỗ này nó nhỏ, cái dung dịch ở đây. Thì trong khi chúng ta lấy dung dịch, chúng ta cái lọ mà chứa mẫu này có dung dịch rồi, chúng ta ngoáy xong rồi thì chúng ta sẽ dở cái dung dịch vào đây. Và sau khi chúng ta dò dung dịch xong thì chúng ta sẽ chờ đợi. Chờ làm gì? Chờ để khi nào một cái dung dịch này nó chảy hết cái phần mà chúng ta kiểm chứng. Nếu như chúng ta hiện lên một vạch thì có nghĩa là các bạn không bị nhiễm Covid. Còn nếu như nó hiện lên hai vạch thì đồng nghĩa với cái việc mà các bạn đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Và ngay lập tức thì chúng ta hãy đến trung tâm y tế để chúng ta test lại bằng phương pháp test PCR cho nó chính xác. Sau khi có kết quả chính xác bằng PCR thì chúng ta hãy đến trạm y tế xã hoặc các cái cơ sở y tế công lập để chúng ta khai báo y tế. Đấy, như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cái phần mà chúng ta test. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ áp dụng phương pháp này để kiểm tra sức khỏe của bản thân cũng như những người thân trong gia đình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tất cả mọi người.